Sáng nay, các thành viên rời khỏi Đà Lạt và sẽ có một chuyến đi dài đến Đơn Dương. Rồi, cô mời mấy đứa con vào nhà con. Phòng này phòng nam chứ. Bên này hai nè con này. Hai nữ nằm bên này. Dạ. Rồi hai nữ nằm với bà nha. Dạ. Hai nữ nằm với bà bên đó. Vậy con ngủ chung nha. Rồi, ngủ chung với bà. Ừ, dạ. Con thích vậy. Rồi. Bà Toune Mabio sống một đời với tâm huyết bảo tồn văn hóa người Chu Ru. Bà đã dày công sưu tập lại những chiếc cồng, chiêng cổ, những điệu múa Tamia truyền thống để cố gắng giữ lại ngọn lửa văn hóa thiêng liêng của dân tộc Chu Ru trước sự giao thoa, lấn át ngày càng mạnh mẽ của văn hóa hiện đại đối với lớp trẻ trong vùng. Các bạn trẻ đã cùng nhau vào bếp để chuẩn bị bữa tối đầu tiên tại nhà bà Mabio. Và lúc ấy, Thành và Minh lại không có mặt. Họ đang có một cuộc nói chuyện trong phòng nam. Nói đừng có buồn, nói là sao nhiều viên bé nó buồn. Thành là người ta ăn được thì ta về người ta cũng để ý đúng không? Cái đó em cũng hiểu mà. Để ý là hiểu chuyện, để ý là ok. Để ý là ok. Thầy biết sao không? Mới vô ngày đầu tiên á, làm đi chung với bé rồi. Nó thật. Anh rất là thích cái tính con bé, dạng bé, em có nhớ không? Ngay ngày đầu tiên nó còn bốc thăm á, con bé nó ghi tên anh với con bé mà, đúng không? Rất là thật luôn. Mà mấy bữa nay anh cũng cảm nhận á, là con bé nó kiểu nó buồn, thì con bé nó nghĩ là anh thích mọi người chứ không phải thích nó. Anh thấy nó rất là buồn, nó không giống nhìn mặt anh nói chuyện nữa. Thì nó thẳng vô đây, một là anh thật sự muốn kiếm bồ. Thì kiếm mà phải phù hợp, không kiếm được chứ. Thì bây giờ anh muốn nói chuyện với bé rồi sao? Anh muốn làm bé tổn thương nữa. Bữa giờ cũng hơi thì em bé quá, anh sẽ qua anh thầy cô đó mà có thể xin lỗi ý. Vì bữa giờ làm bé nó buồn vậy. Với các bạn nam là như vậy, nhưng với các cô gái, Thành như biến thành con người khác. Lạc quá. Trời ơi, cho thêm một tí hạt nếm vô. Chú cha mà, ơi. Rặn mới chừng mới nổi. Cần đi bông nếm đúng không? Được mầm nữa. Đánh bỏ được vô chí trứng. Cái chí, đặt từ cái chí. Cánh chí mới có trứng, mà cái chúa là đụng trứng cái chúa luôn. Đúng rồi, người ta có hạnh mà không có hạnh. Đi không có hạnh. Đêm nay là một đêm đặc biệt. Các thành viên khoác lên mình bộ trang phục truyền thống Chu Ru để chuẩn bị bước vào một lớp học đặc biệt. Bà Mabio sẽ tập cho các con múa trước nè ha. Dạ. Múa trước xong rồi đánh chiêng sau. Dạ. Rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, một, hai. Cứ đi như vậy thành vòng tròn. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Về buổi học cồng chiêng, thực sự đó là một cái gì đó rất là hấp dẫn. Tại vì bản thân mình xuất phát từ gia đình có truyền thống nghệ thuật và nghệ thuật dân tộc. Thì ba của mình là giáo viên âm nhạc dân tộc, cho nên từ khi bé mình đã được tiếp xúc với những cái món nhạc cụ này. Mình nghĩ lúc nào là cuối cùng lần đầu tiên mình được gặp một người nghệ nhân thực sự của dân tộc Chu Ru. Thì được nghe những cái âm thanh của tiếng chiêng nó vang lên, thực sự nó rất là sướng. Khi mà bạn nghe được cái âm thanh của thiên nhiên, của đất trời, cũng như là cái nền văn hóa của dân tộc mình nó vang lên, thì cảm giác các bạn thời gian lúc đó nó dừng lại, mình rất là thích. Rồi mỗi động tác thay một bên hai. Đúng rồi, đúng rồi. Quá giỏi luôn á.
Học cái này là nó cũng phải lâu con. Nó phải lâu, nếu mà muốn nhịn là nó phải lâu. Cho nên là như vậy là quá tốt rồi, thôi vỗ cho một chàng vỗ tay. Bây giờ chắc bây giờ là chả sẽ mời chúng con thưởng thức rượu cần của người dân tộc Chu mình nhỉ. Dạ. Mời mấy đứa con. Tức là cái này nó 6 tháng ấy. Wow. Ê, chết của con. Ở đây có hai người chưa được uống nên nhìn rất là thèm thuồng. Wow. Ngon quá. Mẹ. Nè. Hai lần. Một lần hai lần. Hả? Trong đêm thanh vắng giữa đại ngàn, các thành viên có cơ hội bộc lộ lòng mình qua trò chơi lời nhắn gửi. Khi nói lên thông điệp, các bạn sẽ không nói tên người mình muốn gửi gắm. Vậy yeah, ai nói trước? Mình. Ok. Yeah. Right, man. Mình here, not me. Oh, man. Hey, are you okay, man? Huh? You okay? I'm okay. Mặt đỏ luôn rồi kìa. I'm not mình, okay? Đây rồi. Bản chất của anh thì là một người rất là cô đơn. Anh muốn gửi cho em là em là một người rất là thú vị, đẹp, dễ thương, tiếng Anh, tiếng Mỹ gọi là beauty, beauty girl, beautiful girl, nghiêm túc đừng cười mọi người cười là mọi người kiểu như cười trên mặt mình á, mình nói cái chuyện rất là nghiêm túc, mình không có giỡn nữa. Ok. Thì mấy ngày qua thì em đánh giá sai tất cả về con người anh. Nói chung hy vọng là em sẽ hiểu anh nhiều hơn. Hiểu như anh nhiều hơn vậy thôi. Hết rồi. That was good. Vi nói nè. Em nói là mặc dù là mới kiểu như mới tiếp xúc với anh một thời gian ngắn thôi ấy, nhưng mà em cũng cảm thấy anh là một người rất là tốt, rất là biết quan tâm người khác, nên là em mong rằng trong chương trình hoặc cũng như là sau chương trình thì anh cũng sẽ tìm được một người nào đó xứng đáng để mà anh yêu thương, cũng như là xứng đáng để mà được anh trao tình cảm cho ấy. Em mong anh là sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Quá hay quá. Đúng là người phụ nữ của người khác, không phải của tôi. Anh Thành đi. Không. Thì tại bây giờ thì anh suy nghĩ được thì anh cứ nói đi. Anh cứ nói, em biết anh nhiều cái để nói lắm. Nhưng mà thì anh đưa đi đến nơi, đưa giờ nó trốn. Đưa đi đến nơi, đưa giờ nó trốn. Vậy thôi. Mời mọi người. Theo. Cái đó không biết. Giơ tay. Anh phải nói vậy nè. Đã leo lên xe thì đừng hòng bước xuống 10 chữ. Sai. Không ổn rồi Đại Dương ơi. Tiếp theo Ly nè. Ly. Em hả? Ý. Nhìn ý nói Ly. Ý. Nói vô đi Ý. Nói là mặc dù em nói là em thích được quan tâm, nhưng mà kiểu em không thích quan tâm một cách thái quá, em sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Vậy thôi. Ý em nói anh quan tâm em đúng không? Ừ, anh quan tâm em nhiều quá. No me. Okay. Ai next? Ai tiếp theo? Kế tiếp. Tới em nha. Em muốn nói là nếu bạn đó có hy vọng thì cũng mong mà nó đừng hy vọng nhiều quá. Vì ở đây là một cái chương trình mà là một sự lựa chọn. Nếu đặt một hy vọng vô một người á thì rất có thể là sẽ thất vọng rất là nhiều. Đừng có nhìn tao là gì? Không nhìn anh. Quá đáng luôn. Sao em nhìn anh? Quỷ. Dạy. Nếu có hy vọng thì đừng có hy vọng nhiều quá, tại vì mình nên chia cái hy vọng đó ra. Mọi người hiểu không? Em không hiểu gì hết đâu. Không? Hiểu. Hay. Nói đi. Vô hả? Chứ ai? Từ khi đầu chương trình tới khi
Tới giờ thì em vẫn coi anh với anh cũng coi em, cũng biết là hai anh em mình như anh em nên anh đừng có lo gì hết. Được rồi. Austin. Austin đó chưa? Austin đi. Kiểu thấy em cười rất là đẹp. Được không? Được, okay. Xong rồi đúng không? Ôi hả? Đâu được đâu. Được mà. Được mà, một lời nhắn bất kỳ, nhắn có thể là khen hoặc là chê chứ. Tại ở đây ai cũng cười đẹp hết nên. Thì anh chỉ gửi đến người nào đó nhưng mà anh không nói tên thôi, thì cái đó thì cảm ơn cậu. Anh biết. Thôi anh nói đi. Anh đi nghe em nói nè. Em với anh là anh em là tốt nhất. Cái này đau nè. Đau sao chị cười vậy? Tim đau á. Những cái ngày trước mà mình với anh Thành hay bắt cặp lại xong rồi chụp hình này nọ vui vẻ với nhau á, mình nghĩ là anh Thành có chút hiểu lầm. Lý do vì sao em với anh Thành chọn nhau? Tại cái đẹp. Lý do vì sao? Vì mình vui vẻ với anh Thành là vì sao? Mình coi anh Thành như một người anh, tại vì anh quan tâm, anh nhắc nhở mình này kia, mình thấy rất là vui thì mình đáp trả lại là như thế thôi. Nhưng mà không biết là anh Thành có sự hiểu lầm gì trong đó hay không. Thì đương nhiên ai cũng thấy được là anh Thành có tình cảm ấn tượng với Ý. Nhưng mà anh còn có cái sự trường hợp dự phòng là với Ly. Thì cái này nói ra anh Thành đừng có giận em nha. Kêu anh Nhân có nhiều cái muốn nói mà Nhân nói hết đó. Đi. Rồi nói tiếp đi. Nhân nói nha. Anh nói luôn đi. Rồi Nhân muốn nói là nếu mà có hơn một người thật lòng á thì hãy nên cố gắng để theo đuổi người đó. Và đừng có nên chuẩn bị cho mình một phương pháp dự phòng để giống như các bạn đó sẽ không có làm cho một ví dụ không có làm cho một người này buồn và làm cho một người kia hy vọng. Mọi người hiểu không? Em biết vì sao mà anh khi mà anh lựa một người rất là kỹ không? Bởi vì anh lựa một người không phải là để yêu, là để người cuối cùng của anh á. Tại vì anh lớn rồi, không phải nhỏ nhen nữa, không phải là 20, 21 tuổi nữa. Anh chỉ còn 1-2 năm nữa là mình già rồi. Đây 29 hay 28 tuổi đây. Ừ, cho nên anh lựa một người thực sự hiểu mình đó, để đi đến cuối cùng. Thằng này như nó đá xéo hay sao, nó nói chuyện không nhìn mình xong rồi chỉ thấy thì ai hiểu thôi.